Mình là xin chào anh em, mình là tiếp tục giới thiệu với anh em một cái máy bơm hơi cao áp. Con này của hãng Mắc, mã của nó là 1230E2. Con này thì áp của nó tối đa của nó được 15 kg, mình chỉnh từng mức. Thí dụ bây giờ mình chỉnh từng mức là 15 kg hoặc 30 kg, 40 kg hoặc 43 kg, thì mình sẽ xài những cái chức năng full chức năng như sau. Ví dụ như bắn đinh một tấc 2 hoặc là một tấc thì mình sẽ chỉnh mức độ, nó hướng dẫn sử dụng mình. Đó, ví dụ như này nó có chế độ mà cúp điện tự động máy chạy lại hoặc là chế độ chạy nhanh hoặc chạy chậm. Đó, thì bây giờ mình sẽ test máy cho anh em xem. Cái thứ hai là con này sử dụng điện 100V. Anh em xài công suất mà để mà chạy được con này á thì anh em phải sử dụng con ổn áp gỡ hai ngựa. Nó là 1450W. 30W gì đó. Thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem. Nó là đầu bơm khô, nên anh em xài, mà anh em thí dụ như anh em xài bơm khô, anh em xài tốc độ cao. Tại sao ta xài con này, ta không xài bơm nhớt? Tại vì trọng lượng con này nhẹ khoảng 20 mấy ký, thì anh em xách khoảng 20 mấy ký, khoảng 21 ký, 20 ký, thì anh em xách lên trên lầu cao, anh em bắn đinh sàn, bắn đinh thì anh em xài rất là tiện. Còn anh em mà giác được cái áp mà lên cỡ 10 ký áp, 10 ký hơi áp ra thì anh em mua cái máy phải bình khoảng 200-300 lít, 200-300 lít thì nó nặng khoảng tầm 200 mấy ký. Thì anh em xài, anh em dắt trên lầu 3, lầu 2 không thể nào sao nổi. Cả khi nhà cao tầng người ta không thi công nổi, người ta bắn đinh trên những cái nhà mái nhà to, bắn to này kia, người ta vẫn xài bên tay, người ta xài cái này rất là nhanh, thao tác rất nhanh. Mỗi cái gì nó có giá trị khác nhau. Khi mà anh em xài bơm nhớt á thì anh em chờ cho nó cái máy của mình nó đầy hơi, thì cái máy này đã đầy tích tắc, ta bắn trong vòng, ví dụ như anh em xài khoảng 5 tiếng anh em thi công mới xong, còn người ta 2 tiếng ta đi về, 3 tiếng nó làm công chuyện khác, đồng tiền ta đẻ thời gian rất là nhiều. Ví dụ như cái máy này điện 100V, nó có cái hay nữa, anh em ghim điện lộn 220, máy tự động lên sẽ tắt, nó không chạy được. Nó khi đó anh em muốn xài lại, anh em để khoảng 15-20 phút thì nó sẽ tự động, nó sẽ chạy lại được. Nó sẽ giãn cái bo mạch công tắc của nó dưới, nó sẽ giãn ra, khi mà nguội là sẽ chập lại, sẽ mới chạy lại được. Cái thứ hai nữa, cái này khi mà anh em đưa lên nguồn điện mà máy phát điện á, khi màn điện nó chớp nó khi tít anh em không cho chạy. Còn mà khi anh em báo đậm, mình ghim lên điện lên á nè, mình ghim điện cái đầu màn hình nó sẽ cháy. Đó, bắt đầu mình đang sử dụng là 15 kg, cái này là khoảng 30 kg, 40 kg và 43 kg. Cái hai cái đèn này nó bị tắt rồi, nó bị tối rồi, nó không cháy được đó, mình trả về nè. Đó, thì bây giờ mức độ mình đang muốn đề 35 kg, mình bấm nút start. Cái nút này nè, nó không nhảy, hơi sẽ lên, bây giờ nó sẽ lên được 5 kg hơi nè. Ở đây là mức độ này báo thông số là cái đèn nó đang chạy là trong vòng đang lên 15 kg. Thì ở đây mình đang nè, đồng hồ này bên đây là áp, hai cái bên áp thấp, hai bên áp cao, mình chỉnh hạ được, tăng được. Bên đây cũng vậy, mình chỉnh chế độ chạy trừ từ từ, không gấp, mình muốn chạy nhanh. Còn bên đây chỉnh chế độ là khi cúp điện máy, khi có điện lại máy tự động máy chạy, cái này chức năng này, còn không thì mình sẽ tắt. Mình đang chỉnh chạy cả 15 kg, nó đang được 13 kg, 14 kg rồi. Rồi, đó, đủ 15 kg nó sẽ chạy. Còn anh em muốn lên nữa, tốc độ nữa, 15 kg đầy nó sao không cháy nữa, không chớp nữa, mình lên, mình muốn lên 30 kg, bấm cái nữa lên 30 kg. Đó. Đó, đang lên 30 kg. Bây giờ mình không muốn nữa, mình xài 15 kg. Nó có cái hay, tại vì súng mua lông nắp on anh em xài 10 kg, áp 10 kg thì anh em xài được cái máy này mới xài nổi. Còn những cái máy hơi áp cao mà không có xài được con này á thì không thể nào xài được. Anh em muốn cái máy bơm hơi mà máy bơm hơi Nhật có lên khoảng 8 kg, 9 kg, 8 kg, 9 kg mà nó chạy rất là lâu, chạy có 5 phút, mà anh em chạy cái này thao tác anh em làm công việc rất là tiện.
Rồi, cảm ơn anh em trên clip. Anh em nào có nhu cầu sử dụng một máy bơm hơi cao áp thì liên hệ mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Máy này mới cũng khoảng tầm 85-90%. Mình có chụp tấm hình bên trong, tất cả nòng xi lanh bên trong hết cho anh em xem. Bên trong độ mới. Rồi, cảm ơn anh em trong clip rất nhiều.